xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng Kính Kỳ Audio Hôm nay Kính Kỳ sẽ giới thiệu cho các bác một main công suất phải nói là siêu khỏe, siêu châu bò và siêu chảy cối Đấy, một dòng main có model đó là T21050 Công suất của nó là 1050W một kênh ở chế độ 8 ohm Đấy, và thương hiệu này tới từ DH Audio Đấy, thì DH anh em nhé, thì dòng đấy này Kính Kỳ đã bán rất là nhiều rồi, về một lô rất là nhiều Bây giờ cũng còn có 2, 4, 5 con nữa năm con nữa thì qua đầu xuân năm mới nên là anh kỳ cũng uh, lên sóng và nhiều bán cho các bác chắc là nhiều bác cũng, uh, nằm trong năm mới mua nhưng mà chưa có thể là chưa thấy nội thất nhưng hôm nay sẽ bóc nội thất ra cho các bác uh, xem uh, tại vì sao em đã gọi là con này là con trâu đấy con trâu các bác nhá đây là con dht 1050 thì uh, ở 1050 w ở 8 ôm thì có thể cho các bác chơi hai cặp 40 thoải mái tại vì khi nó lên ở khi các bác chơi hai cặp hai uh, cặp uh, full 40 thì công suất của con này nó ở chế độ 8 ôm nó sẽ lên tới tận một nghìn sáu một nghìn có là khỏe luôn ở chế độ 4 ôm còn uh, <laughs> nội thất của nó thì em sẽ bóc cho bác sau và đây là xung quanh đấy nói chung là bên em đã vệ sinh quá là ok rồi anh em nhé đấy phía sau nó sở hữu cho mình đó là hai cọt uh, gió phía sau gsl có gió của hãng gsl anh em nhé đây là cột gió riêng nguyên bản của nó luôn đấy chưa có thay một cái con nào hết gsl hết anh em nhé đấy gsl hết luôn Đấy, một thương hiệu sản xuất cọt gió rất là nổi tiếng tại vì con này là dh mà nó rất là là, là đẳng cấp luôn dây nguồn phía sau nó dùng dây uh, ly rất là to Đấy, rất là to luôn dây theo 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 men luôn và đây trên đây nó sản xuất năm 2013 này tháng 10 2013 các bác này và kèm theo đây là mã số seri và mã vạch của nó luôn ở phía sau thì nó sẽ có hai cầu à, hai cầu ra và có có cả luôn là chập prai cho các bác đấy nếu mà các bác nào chơi trong phòng mà không may à, hoặc là cần à, chơi ví dụ như các bác đang chơi lời nhưng mà không may có một cuộn đẩy sút của bác có thể bị yếu thì các bác chập prai này nó lên công suất hơn 2 nghìn w cơ đấy còn à, à, ở phần đầu vào của nó sẽ là có hai phần input một và in hoa tất nhiên rồi đường Linh ra tất nhiên là sẽ có rồi và gạt sức te parallel và bờ rai à, còn những thông số về bên trong nội thất thì bây giờ sẽ cho các bác xem ở nội thất bên trong. Nói chung là con này thì phải nói luôn con này thì rất là khỏe, đấy, rất là khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Tại vì, tại vì nó sử dụng tới 3 cầu áp, đấy, ba cầu áp thì công suất nó cực kỳ khỏe, đặt lên đỉnh điểm luôn anh em ạ. Nói chung là chơi đẩy mà lên đạt lên đỉnh điểm thì chỉ có con này thì lên đỉnh được anh em nhé. À, thì tất nhiên rồi hơn 1.000 gót một kênh thì à, nó sẽ hữu cho mình đó là bộ mạch cờ lát lá với nguồn là nguồn 19 <laughs> à, nguồn 19 20 anh em nhé nguồn rất là to luôn nó làm bọc rất là cẩn thận anh em này rất là cẩn thận luôn đấy nguồn rất là đại và chiều sâu này tất nhiên nó sẽ rất là sâu đấy, làm tầm khoảng tầm 45 46 phân đấy còn với cái này thì nguồn khoảng tầm 20 và nó sử dụng mạch cờ lát hát và ba cầu áp ví dụ như bình thường cờ hát bình thường của mình nó chỉ hai cầu áp thôi Đấy, còn với con này nó sẽ là 3 cầu áp lên. Đấy, 3 cầu áp có nghĩa là 3 áp nguồn lên các bác. Nên là khi các bác hoạt động ở hiệu năng cao thì con này nó vẫn đảm nhiệm cái sức khỏe và cũng như là nó không bị tụt áp. Đấy, khi các bác chơi khi các bác chơi những dòng nó nặng và nó sở hữu cho mình là 2 4 6 8 10 12 tụ lọc nguồn 10.000 mi. Đấy 10.000 mi các bác nhá. 12 tụ lọc nguồn 10.000 mi nó là có cái khủng cho một con đấy 63V. Đây là những con tụ này nó sẽ đấu nối tiếp với nhau anh em nhá. Đấy và kèm theo đó kèm theo đó là mên công suất của nó để ba cầu áp thì tất nhiên là giàn kích của nó đây các bác này các bác nhìn này ba tầng này một hai này ba này cái giàn kích các bác này quá là kinh khủng luôn và khi uh, những cái này hoạt động á hới hiệu năng cao thì nó luôn công suất nó cực đạt cực kỳ đỉnh điểm với một con nếu mà tính như sò nếu mà như các bác thợ bình thường nếu mà đếm sò thì nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12, có 24 sò thôi Nhưng phần này với là phần bên này, phần là phần quan trọng của nó Đấy, phần bên này các bác nhé, phần uh, cấp áp này của nó này Cấp lên rất là khỏe luôn Và khi các bác sử dụng thì nó rất là chân chu và nó luôn là cực kỳ khỏe Và đây là mạch cờ lát hát anh em nhé Với một con trâu chảy cối như này và nguồn nó cũng phải to nữa Đấy, thứ nhất là như vậy Và nó chạy sò, đó là sò AC anh em nhé AC, đấy sò AC Sò này thì chạy rất là mát Đặc điểm của dòng AC này thì nó cũng rất là mát Và cái tiếng nó ra cũng rất là sạch Còn ngày xưa uh, Còn sò xanh đen nữa cơ Nhưng mà nếu, nếu mà là như dòng sò sai ken Những con này là con sai ken như thế này Thì có là ok rồi Đây nó chạy sò sai ken anh em nhé Đấy AC đàng hoàng luôn, rất là đang còn nguyên bản luôn các bác này. Các bác nhìn chỉ số này này, dính nguyên bản hết này. Được chưa? Chưa bao giờ bị thay luôn. Còn nào, có dòng Saiken thì các bác biết rồi, quá là khủng luôn. Và đây là dàn kích của nó được chưa các bác dàn kích của nó công suất lên thì có là đỉnh điểm luôn và những dòng này được bao zin 100% trăm các bác máy đang còn rất là đẹp luôn cái máy và các bác nhìn phần nguồn nó sướng ạ à. phần nguồn nó cực kỳ sướng luôn cái cái bo mạch nó cũng thấy nhìn rất là dày kể cả phần bo tiếng ra này cái em QMC này linh kiện nó làm cực kỳ chắc chắn thì uh, lô này về của anh kia thì nó kèm theo với một lô vang DH bộ sáu thì em đã bắt hết rồi thì còn đẩy đây thì em cũng còn có sáu con nữa thôi và kèm thêm một lô loa DH thì lô loa DH thì hôm sau em sẽ giảm giá cho bác sau đấy hôm trước em bán 15 triệu một đôi thì con này ở 5 triệu 2 thì còn mấy con này em sẽ giảm giá cho các bác là 4 triệu 900 trăm đồng một con các bác nhé hôm nay là đặc biệt đầu xuân năm mới còn về cọt thì nó sẽ là hai cọt trước và sau nó sẽ hút ra đẩy vào được chứ các bác và những con dh này phải nói luôn là cười khỏe kể cả bao nhiêu các bác chơi súp thì một kênh này các bác có thể là chơi một quả súp kép à, nếu như hai con một con này các bác có thể chơi là hai quả súp kép có nghĩa là một cặp súp kép 40 hoặc là uh, súp uh, đơn 50 mươi 100 một trăm là thành phần cô 100 thì đánh là quá là ok luôn anh em nhé nên là các bác yên tâm khi sử dụng còn đảm bảo là xúc kép 50 thì con này không vật được xúc kép 50 các bác phải đảm bảo là 1.300 w một kênh 8 ôm còn là với độ xúc kép 40 thì vã thoải mái được chưa các bác à, thì những bác nào đang thích những con này hay kể cả các bác mua những con này và các bác chơi lo lời vẫn bình thường mà mình chơi lo 30 hoặc là 2 cặp 30 vẫn thoải mái đúng không ạ Uh, giá của nó hôm nay là 4 triệu 900 cái đồng có hợp lý so với một con đẩy mà châu bò vào như là một thương hiệu rất là đẳng cấp DH audio và những bác nào đang thích những con này vừa đẹp trang bị tối tân chạy sò second nguồn to nguồn khủng linh kiện dày mạch tốt chất lượng thương hiệu 4 triệu 900 ngàn đồng những bác nào thích con này thì liên hệ ngay Thích cửa hàng Anh Kỳ Audio Có số điện thoại là 09127 những bác nào thích con này thì cho Anh Kỳ xin nút like và đăng ký kênh Các bác có bình luận như thế nào Thì bình luận ở phía dưới video các bác nha Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo Xin chào